anh biết, nhưng anh sẽ vẫn đứng nơi đây và chờ em. À, mình chỉ là một bên sau. Con này. Một bông hồng xinh tươi thắm. Xuân ơi Xuân. Ngồi đây tao gọi bông trả lời là sao? Em đang hát mà. Hát cái gì mà hát? À, chạy ra đồ làng mua tranh thuốc đường đi nhanh lên. Ôi ôi đau bụng quá. Mà đau bụng. Mày vừa hát to tí te sao bắt đầu lại la đau bụng? Đau bụng không? Nhanh lên. Ôi anh đi đi em đau bụng lắm. Tao đang nấu dở cái nồi chè, không nó khê mất. Đau đầu này. Mày đau đầu rồi. Tao có đi không? Nha. Mày có ăn không? Thử ăn à? Nhanh lên. Mày nấu chè gì đấy? Chè đậu đen mà mày thích nhất đấy, nhanh lên. Hả? Ừ. Rồi. Tiền lại trong túi áo đấy nhá. Vâng. Ôi trời, ngày gì mà chán thế mày ơi. Không có nào chơi mình. Có khi mình phải đi kiếm cái gì làm thôi. Cái này chết. Tôi nào bán cái gì đây? Ôi trời ơi. Rất là buồn. Ai nhá? Rồi. Mấy cái thằng cánh con này nữa, trời ơi. Chết với tao. Ôi trời, hai cái ông cánh con này. Đưa lại đưa xuống đây. Ôi trời, con nít mày nó chơi súng là sao được. Mày có tin tao về tao bảo bố mày không? Đi về. Đưa tới đây. Đi về với bố. Mách luôn rồi tao ghé đi luôn. Lau nhau. Nghe xem nào. Trời, hôm nay đứa nào cho là người may mắn được tao bắn phát đạn đầu tiên. Đây rồi. Con mồi đầu tiên biết đây rồi. Biết em đã có người ở cạnh bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng nơi đây và chờ em. Mình chỉ là một người gì đấy? Ai đây? Ai vừa ném vào người em? Nói lên xem nào. Này, không có đùa nhá. Ai nhở? Úi dồi ôi. Bây giờ là 12 giờ. 12 giờ thủ thường anh tưởng bảo là 12 giờ là hay có mà chơi. Hay là mình bị ma dọa nhỉ? Ôi áo rồi. Anh Tường ơi, anh Tường cứu em với, có ma anh Tường ơi. Trời ơi. Ma bà nội mình ma. Tao mà ma cái gì ma. Tao ngồi từ đây đến tối. Đứa nào đi qua là tao bắn nát đầu. Trời ơi. Ai kem đi. Kem mát lạnh đặc biệt thơm ngon đi. 3.000 một cái. Một cái chỉ có 3.000. Ban từ sáng đến giờ được có 2 cái kem. Kem ngon như thế này mà không biết đường mà ăn. Đúng là cái bọn không biết đường thưởng thức. Đã thế nha. Đầy tự thưởng cho bản thân một cái. Bán được mát. Ăn uống tào lao. Ai đây? Ai đây? Ui, không lẽ có ma? Rồi. Ui trời, con lại công các bà. Con mày con mặt chưa nắng. Con cô lỡ làm phiền các bà tha cho con nhá. Trời ơi. Ma. Ôi trời, cái thằng tú kem này nữa. Ma bà nội mình ma. Không rồi. Hồi nãy vừa mới đi qua kia mình bị ma chơi dọa xong. Bây giờ đi làm sao được nữa nhỉ? Hay là mình đứng đây, mình chờ người ta đi qua xong rồi mình về. Không được, đợi có mà đến chiều. Được rồi, quyết định đi. Bây giờ mình nhắm mắt, mình phi một phát qua. 1, 2, 3. Ôi trời ơi, là trời à. Trời. Tôi đi cái kiểu gì mà chú không phải cháu như thế là sao nhỉ? Không phải. Không phải cái gì mà không phải cháu không biết bây giờ chú phải cháu rồi, chú phải la cháu về nhanh lên. Không phải tao. Không phải cái gì? Không có bị cái gì hết à? Hốc phải cháu bây giờ phải la cháu về cho mấy anh Tượng, cho về nhà cho mấy anh Tượng luôn. Không được đâu, tao không đi qua cái đường này đâu. Không, sao lại không đi qua đường bình thường, tại sao lại không đi? Không phải tao không đi được. Sao? Nãy tao gặp ma ấy. Chú cũng gặp ma hả? Ừ, giữa ban ngày ban mặt mà bị ma ném giấy vào người. Trời ơi, cháu cũng thế này. Cháu đi qua cháu cũng bị ném 2 phát luôn. Sao buổi trưa mà lại có ma nhỉ? Anh Tượng người cháu bảo hình như là có ma chơi hay sao. Mà ma này ma dị này, dị lắm, lại còn bị ném giấy nữa cơ. Không lẽ nào là người chứ không phải ma? Đúng rồi.
Hay là bây giờ ấy, cháu với chú quay lại đấy xem là ai bày trò xong rồi xử cho một trận. Được, được. Đi, đi, đi luôn, đi luôn. Không biết cái trò này là cái trò gì mà vui thế nhỉ? Sướng từ sáng giờ. Tao sẽ là ông địa của cái khu này luôn. Đấy. Thấy giờ tao biết ngay mà cái thằng khốn nạn. Đúng rồi, chú thấy cho anh đang ngồi đấy nọ. Tao cày lắm. Dừng, không được, không được. Chú làm gì ạ? Tao ra tao đấm cho trận. Không được, bây giờ chú cháu phải ngồi đây, mình phải tương kết tự kế, mình phải lấy độc trị độc chứ. Lấy độc trị độc? Ừ. Sao? Thế bây giờ nhá, bây giờ chú cháu mình cũng đi làm ông Phúc bắn lại anh Lương thôi. Ờ được, hay. Đi nào. Đi đi đi. Xách cho cháu tôi đường ấy. Chú Tú ơi, chú Tú. Tú ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Đây 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 đây. Tao muốn mà đi trả trộm nhà người ta thắng đấy. Rồi. Quả này tao làm cái ông Phúc thật to, tao bắn luôn cho chết người luôn. Mời đi. Này là vừa chứ nhỉ? Được, được, được. Được rồi đấy nhỉ. Rồi, thằng này, quán này nó... Chú làm được không ấy? Tới chuyện với tao. Được chứ không? Tới cùng chuyện với tao. Để tao giữ cho. Được rồi chú. Này, mày một cái. Tao một cái. À, đi, đi tiêu diệt thằng lưỡi khô. Đi, đi. Thái trời anh nhau. Cái gì đấy? Ôi ơi. Này. Rồi. Ô đây. Rồi. Chào. Chào cho mày bắn tao. Không, chứ mày bắn tao. Anh đừng có nói như là anh là người vô tội ấy. Rõ ràng tao vô tội mà. Cái gì? Vô tội. Hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo, xử đẹp mày luôn. Những cái thằng như mày là phải xử. Được rồi. Này. Chúng mày thích khiêu chiến đúng không? Vâng. Đừng trách tao tàn ác. Được rồi, được hôm nay nha. Em coi á, ai sẽ là người quỳ xuống đây để xin thua nhá. Trời còn lâu. Cháu đứng đây. Hỗn chiến à, hỗn chiến à. Cháu đứng đây, chú sang bên kia. Chia nhau ra bắn hình lường, có trời cũng không chịu được. Đúng, có trời cũng không đỡ được cho mày. Chú. Đi đi. Du kích à. À dạ. Úi trời. À dạ. Mày dám bắn tao mình. Bạn là còn lâu mới bắn được tôi nhá. Thôi không 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 được rồi. Trời ơi vướng cành cây này. Ái dạ ái dạ. À không được rồi. Không được rồi, nó lấp sau tán cây khô bắn chúng lắm. Mày bắn tao mày. Bây giờ mình phải làm sao đây? Không được rồi. Này, cứ nó cứ lấp sau cái tán cây thì không bắn chúng được. Đấy. Thôi bây giờ mình đấy, có chúng. Rồi mày chạy về mày. Ôi mày chạy cơ tao chạy. Không mày. Tao lấp đầy đố bắn thằng Tú bắn được tao. À vẫn bắn. Ai dạ, ai dạ, ai dạ, ai dạ, ai dạ, rồi bắn tàu mi. Mày bắn tàu mi. Á thì dạ. Người thôi hỏng người mi ơi. Trốn kỹ vòng trốn nó bắn cho chết hết người rồi. Mày bắn tàu mi. Lần này nhá, em cho bắn anh chết luôn. Chết chứ con. Trời ơi. Rồi, đấy chưa thấy chưa, chưa thấy chưa đây này. Cho chừa cái tội ấy, khơi chuyện cho bây giờ làm ăn vạ. Thôi đứng dậy đi, còn đừng có nằm nó đứng mà ăn vạ nữa. Đứng dậy đi, ăn vạ. Dậy đi. Đâu, đâu, ai? Dậy đi. Sáng nay không đánh rồi đấy. Này, ta nói cho cái mặt mày biết nhá này. Sao tại sao hai đấu một? Hả? Cho thế chơi được à? Anh á, anh là người khơi chuyện ra cơ mà. Bây giờ anh đừng có ở đây mà ăn vạ nhá, không có đâu. Đúng rồi, tại mày bắn bọn tao trước đi. Bắn như mặt này. Bắn ai, bắn vô người ai bắn chơi vô mặt. Mặt ngu á. Mà cái gì bọn mày bắn tao đau hết cả người đây này. Vô mặt nó đau hơn nhưng mày ngủ lại ngã từ trên cây xuống đó. Biết không, gãy tay gãy chân sao mà có thể đền không? Em có biết cha bọn anh bắn anh dọa bọn em làm gì. Mày còn dọa tao nha, tao buổi trưa tao đứng đây ăn kem mày dọa tao chạy đổ cả thùng kem đấy. Con mi mới là sao này, bắn vô mặt này. Ngã từ trên cây xuống. Giờ anh còn đứng đây ngăn vạ, còn lâu đi. Đây này, tao rát hết người này. Trời thôi, tất nhiên thôi, cho mày đi về giải tán đi. Dù ngại, thế bây giờ cuối cùng anh có xin lỗi em không? Tao không xin lỗi làm gì tao. Anh đừng có cái cùn nhá. Bây giờ anh có tin là em về. Làm sao, mách được không? Này, mách hộ tao cái. Về gọi họ luôn đấy. Anh đừng có thách em. Giờ tao có sai đâu mà tao phải xin lỗi. Mày có xin không? Anh có xin không bây giờ, nói có xin không này. Không này. À, xin lỗi xin. À? Ê. Anh có xin lỗi. Làm gì màu nào thế? Mà mi. Dạ. Đi mua đường xong về thì cứ đứng đây cãi nhau. Câu chuyện là như thế này nhá. Em đi mua đường cho anh Lương, anh dọa mai em. Anh bắn ống phốc vào người em này, đói hết cả người em, rát hết cả người em. Hai đứa này nó ở dưới bắn nên nó bắn trúng vào mắt tôi. Hầu tôi ngã từ trên cây xuống, gãy tay gãy chân thì sao? Mày đừng có mà ngang nhá. Đúng rồi đấy. Nó còn bảo tôi xin lỗi chứ, không có đâu. Sai thì dành cho con không xin lỗi.
Chứ còn gì nữa, tao đi bán kem tao đứng đây mày cũng bắn vào người tao, tao tưởng ma cơ. Đấy. Chứ thì không kèm mắt, tao đứng đây làm gì? Đổ hết thùng kem của tao nha, bây giờ đền đi. Thôi, mấy đứa chơi với nhau suốt ngày chi chóe được. Mà này, mà lấy được cái này ở đâu đấy? À tôi vừa thấy mấy thằng trẻ con nó nghịch mà tôi tịch thu luôn, xong để tôi đi đấy. Lấy được của mấy thằng trẻ con còn mang ra bắn nhau nữa. Sao lớn đầu mà suốt ngày mà chơi mấy trò này thế? Bắn vào mắt thì sao? Thì nó ở đây nó bắn vào mắt tôi này. Bạn không bắn nó làm sao, bọn nó bắn bạn. Đấy, thấy chưa? Lớn đầu suốt ngày chơi mấy cái trò này nữa. Tôi xin lỗi bạn. Mở mồm to ra. Mở mồm nha mà. Còn bạn với con mì nữa đấy. Bị nó bắn xong không bảo với tôi. Lại còn mang lại còn về làm thêm cái này rồi bắn lại nó nữa. Thế là mìu. Mìu gì mà mìu. Bảo bao lần rồi ham chơi. Này. Chứ bây giờ bạn có bạn gì không? À không, tôi chỉ ăn chơi nhảy múa bình thường thôi mà. Thế còn bạn? Đây cũng không, kem hỏng hết rồi còn đâu mà bận. Thôi được rồi. Thế về nhà tôi nấu cho ngay mà ăn. Bồi bổ lại được chưa? Ừ. Muốn. Không cần lương mày mà. Để kê tao ra đi, đi đi bạn, đi đi. Đi. Đi đi. Đi đi. Đi. Được ăn cái là mày cứ thường ra trên cây xuống mày có đau không? Hả? Mà sao lương nhá? Tao nhìn cái mặt này không ưng một tí nào nhá. Cái mặt bạn mày là không ưng này. Sao? À, nhìn ngứa mắt đấy. Này thích thì vào đây. Tao vào. Chơi không? Một đấu hai. Mày cái gì đây? Chia 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 chia. Tuyệt vời. Đúng là món yêu thích của ta. Kìa bạn tưởng làm ngon như mẹ nấu vậy. À, đã qua rồi ơi. Đang gấp. Bạn ơi, hút sồn sột luôn này. Em đời chứ cứ làm như là từ trước đến giờ chưa được ăn đồ anh Tượng nấu hay sao ấy mà lại cứ bảo ngon. Anh Tượng nấu rồi được ngon. Bạn ơi, kìa bạn làm ngon như mẹ nấu vậy. Mày cần cái gì? Ô nhưng mà túi. Nhìn cái mặt mày ghét lắm nhá. Túi. Đây đây đây. Cái hạt chè nó bảo cái kia ra mà nó thành cái răng này. Lắp vô đi khỏi đi nha khoa. Em nhìn nhìn này. Ừ, cái tiếng kêu này nó ngỡ phải đến 70-80 năm cái bộ này. Nhưng bộ này rẻ tiền thôi. Anh Lương ơi. Anh Lương ơi. Không bằng cái bộ này được. Anh Lương. Ai chả kinh đây rồng tới nhà tôm cơ. Sao? Thì anh Tượng anh ở nhà. Anh dọn dẹp nhà cửa thì em đi sang đây em chơi với anh này. Ừ, chơi đi. Ô này. Không được động vô. Biết cái gì mà động vào. Cho em xem. Không thôi. Xem không nhìn. Nhìn được rồi. Nhìn được rồi. Phải đặt anh mua đĩa mới, bát mới chứ gì đúng không? Nào! Ok. Đĩa này không phải đĩa thường đâu. Cho em cầm có tí thôi mà. Cái đĩa này ra ngoài chợ mua 50 cơ mà. Cả 10 cái. Anh mà thích cơ. 50.000. 50.000. Em rốt rồi. Này, anh nói cho em này. Cái đĩa này không phải đĩa thường đâu. Cái đĩa này không phải cái đĩa, thế nó là cái bát à? Anh mà thích em về nhà em lấy cho anh mấy cái, anh cầm nó sướng tay luôn. Không biết cái gì thì tì tươi à kìa. Anh nói cho mày biết nhá. Nếu như mà trên thị trường đấu giá không? Ừ. Là cái bộ này phải 500 triệu. 500 triệu. Nhưng mà mình cái đĩa này thôi. Nó 50 triệu đấy. 50 triệu cái đĩa. Đừng này không. Mà 50. Đồ cố người ta cứ liên tha liên thiên nhở. Em ơi cái đĩa này mà 50 triệu cơ á anh. Ok. Tao chơi con mày à. Ngày xưa nhá. Anh chơi với thằng bạn. Nó nghèo nghèo hơn anh luôn. Nó nghèo rớt mùng tơi luôn. Nhưng mà bây giờ nó lại giàu hơn anh. Biết sao không? Cái gì? Anh mà cũng có một người bạn mà còn nghèo hơn cả anh á. Ừ. Tội cái gì bây giờ nó giàu hú hụ lên này. Đi sang nhà nó buổi tối mà sang như ban ngày luôn. Thế
lát vàng mà. Nó dát vàng rồi vô nhà ấy. Đẹp lòng lành, biết sao nó giàu không? Anh thấy anh làm gì mà giàu thế anh? Buôn đồ cổ đây này. Buôn đồ cổ? Nhà nó gặp thời. À, thế là bây giờ anh cũng học buôn đồ cổ không? Đúng rồi, nào nào em ơi, cứ đụng mà có tiền rồi mà cứ đụng vơ va vẩn nhỉ. Thế là anh cũng học buôn đồ cổ như này á? Ừ. Để anh làm giàu đúng không? Đúng rồi. Ngồi yên đi, đừng có ti toe đây nha. Đấy, ví dụ như cái đĩa này, anh nhìn xuyên thấu luôn, nhìn xuyên từ đây sang đây, thấy mặt em luôn. Thấy luôn hả? Thấy luôn. Anh nói với em như cái đĩa này khoảng có 800 năm trước. 800 năm trước? 800 năm trước, thế là ở thời công nguyên, từ thời nguyên cổ rồi. Thời ông bà già chưa được. Ông bà già chưa có cái khai. Đúng rồi. Cùng một cái dòng này nhưng mà cái này nó ngưỡng chỉ khoảng cỡ là 200 năm trước thôi. 200 năm trước. Em tưởng em bảo là cái này vậy. Tương đương với khoảng là 200 triệu gì đó. 200 triệu á? Đừng có đùa với mấy cái này nha. Bây giờ đụng rơi cái bán cả nhà mày đi không đền được đâu. Cho em soi với. Biết cái gì? Biết cái gì về đồ cổ mà soi? Anh chỉ em cách soi đi. Người ta phải cần có gọi là tri thức. Cái gì? Ôi, đợi miếng này. Trứng này, có trứng này. Để xuống. Cho em xin quả trứng em mang về ăn nhá. Không, để nguyên anh ăn trưa đấy. Đồng cá hồng cơm sang không làm được cái gì phá không? Tốt nhất đi về đi. Cho em xin luôn một quả trứng này mà cũng mới là sao nhờ? Không cho mà, để người ta ăn trưa mà. Mày có biết ta dồn hết tiền bạc vô cái đồ cổ đấy không? Cho em xin luôn một quả thì sao? Kích không. Ôi dồi, thôi em đi về. Về, đi về đi chứ, đỡ nhức đầu. Toàn mấy thứ chả dùng được thế này. Anh Tường ơi, anh Tường. Cái gì? Anh định làm gì đây mà lại lấy hết các cái thứ này bày ra ngoài đây làm gì? Thì lâu ngày rồi tao dọn nhà thì thấy nó nằm ở trong góc thì tao mang ra đây chứ làm sao nữa. Chật nhà ra. Nghìn trang đắp chân dung. Anh, cái quyển sách mỹ thuật của em ngày học lớp 2 này, em tưởng là mất rồi chứ, thế anh vẫn đang còn giữ à? Mất làm sao được mà mất. Cái này là mày được giải nhất cái gì mà mỹ thuật hồi lớp 2 đấy còn gì đúng không? Ấy đúng rồi, đây này anh nhìn xem này, đây này. Em tao vẫn giữ sao? Em vẽ đẹp. Đúng là công nhận là em có tài là họa sĩ mà. Đi thi được giải nhất luôn. Rồi, họa sĩ chẳng thấy đâu mà thấy chút lười ăn, lười làm thì giỏi ăn thôi nha. Anh không phải chê em nhá. Mà này, chứ từ sáng đến giờ mày đi đâu đấy? Không về dọn dẹp nhà cửa đi hả? Để tao dọn một mình. Bây giờ mới vác cái mặt về, chắc là đói rồi đúng không? Sáng nay em đi sang nhà anh Lương chơi, thế là em thấy anh Lương có một rổ trứng, xong rồi em xin mà anh không cho, anh lại còn bới vào cái mặt em, anh đuổi em về. Nhà cố không ăn sáng đấy là cái gì? Mà thôi, mày mang mấy cái này vứt ra ngoài kia cho anh đi. Thế thì anh bảo vứt mấy cái này á? Thôi rồi, để đấy cho em đi, để em đổi đồng nát. Mấy cái này đổ cho ai lấy? Kệ em đi, để đây em tự đổi được mà. Kệ mày đấy. Tới công chuyện luôn. Rồng với phượng à. Nhưng mà em ơi, anh nhìn cái này nó cứ quen quen cái gì đó. Quen là thế nào? Cái đĩa này là cái đĩa từ thời ông bà cổ ký ngày xưa đúng không anh? Mấy trăm năm trước đấy. Anh đổi thì thôi, cho đây em mang về. Từ từ nó sẽ là sốt sinh dịch nên. Ui ôi, này. Dạng. Anh đi làm cái gì đấy? Hả? Anh gõ như thế rồi nó hư, nó vỡ của em đi rồi, ai đền cho em? Đang tem vào đồ cổ giống như đồ vàng thứ lứa, công việc cái gì đâu này, thấy không? Này. Chơi cái gì đâu? Anh không đổi thì thôi nhá, đưa đây em mang về, em đi đổi cho người khác. Anh làm như thế nó vỡ, nó hư của em đi thì em đổi cho người khác làm sao được? Từ từ em, mày cho anh thêm khoảng 5-10 phút nữa, anh xem nhá. Một tí thế thì bây giờ em đi về nhá. Em đi về xong rồi một tí nữa em sang anh, mà không đổi là em lấy em đổi luôn cho người khác nhá. Ok đã hiểu. Rồi, đây okay. Còn cái nữa này. Còn cái nữa hả? Ơi, hai cái mà, đồ cổ mà. À, có đôi có cặp à? Vâng. Rồi về đi, cứ về đi. Chứ ok nhá. Rồi ok. Này, gõ nhẹ thôi nhá. Biết rồi. Ôi trời ơi, hàng cổ mà nghe cứ như sành sứa này. Ai kèm nè? Anh Lương, anh khó tính. Ai kèm mắt lại nè? Thì làm sao? Hè đến rồi. Dạ. Vừa khó tính mà vừa khôn lõi. Lừa kiểu gì được ta? Này,
Đây mà. Đi đâu mà mặt cứ tẩm nấm buồn thiu đi à? Hả? Bây giờ cháu kể cho chú nghe nha. Hồi nãy cháu vừa đi sang nhà anh Lương xong, bắt đầu là cháu đi xin trứng của anh Lương mà anh không cho à. Sau đó anh mang một đống đồ cổ đó, anh khoe mà đến lúc sau cháu sờ và bắt đầu là anh lại bới anh quát. Anh đuổi về. Thế giờ làm sao? Xong rồi bây giờ cháu muốn nghĩ cách gì mà cháu lừa anh Lương. Nghĩ cách thì làm cái kem đi đã. Cách thì tao đầy. Thật không? Thật. Thế cho cháu xin cái kem hả? Có tiền không? Cái gì? Có tiền thì mới ăn chứ. Học sinh làm gì có tiền đâu mà chú lại. Thế đi về. Đúng. Đi đâu? Chú nghĩ cách cho cháu lừa anh Lương đi. Sáng mới sáng mai sang anh đã quát vào cái mặt rồi. Đi, hôm nay chú đẹp trai này. Từ từ, để tao nghĩ. Được chưa? À đây rồi. Này. Được chưa? Được rồi. Ok chưa? Dê. Cứ như thế mà. Đi rồi chú. Đi đường nào. Đấy đi. Đi nào chú, đi. Này. Dạ? Đứng đây tao hỏi này. Đứng vào đây. Yeah. Thằng Tượng nhà mày vừa mới dọn nhà được nhiều đồ cổ lắm chứ đây. Vâng. Anh Tượng dọn nhà được nhiều đồ cổ lắm. Thế cho tao đi. Cho chú á? Nhưng mà hồi nãy cháu mang cho anh Lương mất ít rồi. Thôi cho tao đi. Nhưng mà chú lấy làm cái gì? Lấy để tao đi bán. Nhưng mà hồi nãy cháu mới cho anh Lương rồi, cháu hứa cho anh Lương rồi. Mày cho cái thằng đây làm cái gì, nó có biết du chơi đồ cổ đâu mà. Thế thì bây giờ cháu vào cháu đòi lại nhá. Nhanh lên. Để cháu vào cháu đòi. Từ từ. Thằng nào vừa nói tôi là không biết chơi đồ cổ này bạn đúng không? Chính đấy. Tôi nói thật với bạn nghe này. Tôi chơi đồ cổ còn hơn bạn ăn cơm bữa luôn. Biết thì ngày tao ăn 3 bữa mình. Ôi trời, tao còn xem cái đồ cổ ngày bao nhiêu lần mà. Em ạ. Dạ. Nãy anh xem lại rồi. Đẳng cấp luôn. Y hít đồ cổ luôn. Thế sao hồi nãy em nói không tin thì trả lại đây cho em đi đổi cho người khác. Ồ nhanh lên, tao còn về nào. Đúng rồi đấy. Việc của mày à. Em ạ. Biết sao không? Anh xem kỹ lại rồi, cho nên bây giờ anh mới khẳng định là nó có thật. Thôi, về cứ về đi. Cái gì mà về? Đồ cổ của em phải đổi, em lấy cái gì chứ? Bây giờ bảo em mang sang đây cho anh không, em đi về không, không có đâu, không trả đây cho em. Đúng rồi. À đây, anh còn đùm trứng ấy, 20 quả luôn, 20 quả luôn đấy. 20 trứng á? Ừ, 20 quả mà. Em nói thật với anh này, em nể lắm, này em không được, nể cái gì mà nể. Tao nói thật bạn thì biết cái gì, việc của tôi mà, ok. Việc cái gì, cái bình cổ, 30 triệu bạc. Nhưng mà có mày không? Nó cho tao mà, À, thì thôi. Rồi, được rồi, em nói là em để anh nắm thì em mới lấy em trứng về nha. Chứ không thì không có ai mà hời như anh đâu. Biết rồi, đi vào đi. Chờ cháu tí. Mày đừng chơi với thằng này, nó lừa cháu đấy. Chờ cháu tí. Thực dốt thì chưa biết ai bị lừa đâu con à. Xong chưa? Nhanh chú đi. Đi về. Em về nhá. Về cha. Có gì mang hết sang cho anh nhá. Vâng. Được rồi, bây giờ mình phải đi tìm thêm cái gì để mình đối với anh Lương mới được. Cái ni giống đồ cổ này. Được. Khi ánh nắng ban mai chiếu vào cái cốc này, nó toát lên một cái gọi là cái vẻ đẹp. Ôi trời ơi. Mình mà già đời thì nữa, kinh nghiệm đầy mình thì đúng là. Anh Lương ơi. Anh Lương. Yêm. Sao? Này. Đây này, anh thấy gì chưa? Trời ơi, em ơi, em kiếm đâu cái này, cái ấm xinh đẹp này. Đẹp không? Này, em từ từ. Em nói với anh nha, cái ấm này là cái ấm từ thời ông cụ cố nội nhà em. Mà em nghe bảo là ông cụ cố nội nhà em ngày xưa là chuyên gia đi sưu tầm đồ cổ, là trưng bày ra ngoài nhà nhiều quá. Anh thấy không? Cái này có ok không? Ok đấy, mày đưa anh xem thế nào. Xem á. Nè. Đỡ bình thường nhẹ nhàng thôi. Rồi, xem nào. Ái trời, ngày xưa các cụ làm thủ công đây sắc nét nhỉ. Này, đang còn kiểu cây sắc nét này. Giống như kiểu cái cây chia. Trúc à, trúc. Kem. Em có biết đâu. Này như kiểu là chim kiểu chim vành khuyên đi em. Thôi đây là em mang đi đổi cho người khác. Sao mang đi đổi? Đổi đây không được à? Đổi luôn đây đi. Anh có cái gì anh đổi cho em? Đây này có quả dừa này. Quả dừa á? Ừ. Đổi cả cái ấm này mà được mình quả dừa.
Thôi mà ngày mai sang đây anh lại đổi tiếp chua nhá. Đổi tiếp á? Xinh đẹp em. Em nói với anh là em nể anh lắm đấy nhá. Em mới đổi cho anh chứ không có ai mà đi đổi cái đồ cổ mà được hờ như anh đâu nhá. Đúng rồi, nay bé My hơi bị xinh đẹp nha. Mai lại sang đây. Có gì anh cho đấy. Về nhá. Về nhá. Ừ, về đi. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời luôn. Trời ơi, My ơi em tuyệt vời quá. À, chào chào. Ngoan quá. Này, mày đi đâu mà cứ tung tăng về đây? Mà dừa đâu đây? Em vừa đi đổ đồng nát về này. À, anh xem ở trong nhà xem có còn cái gì cũ cũ không để em mang đi đổ đồng nát nhé. Vào nhà kho xem còn cái gì dùng được thì mà lấy đi, không thì vứt đi. Vâng. Để chặt nhà ra. À, chặt chà nhiều đồ thế nhỉ? Chà gì đấy? Trời ơi, toàn cát. Ôi trời trời. Anh Tường ơi. Anh Tường. Sao mà chả có cái đồ gì mà dùng được ấy, nó toàn là cái đồ gì không á? Đã bảo là đồ vứt đi làm sao mà dùng được nữa. Ôi trời ơi, cánh quạt thư này, cái gì? Miếng gì đây? Là có cả vải trong đây này. Xu này. Được rồi. Thế này thì ta lại hơi to rồi. Được cho anh, gõ nhẹ thôi hư này. Hư là hư cái này chứ hư sao đồng. Em đúng này, để nguyên anh xem nào. Nhẹ thôi. Ok rồi em ơi. Mấy cái đồng này này. Rồi rồi đưa hết đây đưa. Rồi ông cụ của ông cụ các ông cụ ngày xưa. Được rồi, em đúng tuyệt vời luôn. Này, nếu như mà nào anh có giàu á. Vâng. Anh sẽ không bao giờ anh quên em luôn. Nhớ nhá. Rồi, rồi rồi rồi. Thử một đàn nữa nhá. Vâng. Anh chờ chờ. Thôi. Được được. Cũng được, được cũng được, cũng được. Được. Nghe không tươi lắm cũng được. Không tươi. Đợi tí. Vâng. Nhanh lên. Này. Trời ơi. Này có ít thì chân giò này cầm về nhá. Muốn làm gì làm. Về 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 về. Quý hóa lắm đi nhá, em phải đi về đây. Về 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 về, không nói nhiều nữa. Không cần make up từ sáng đến tối. Anh chót yêu luôn mộc mạc nơi em. Chú Tú ơi, chú Tú. Em còn. Cái gì? Chú Tú. Mày không thấy tao đang đi chiêu cảnh đẹp đây à? Hả? Đi, đi, mà đi. Mày cứ kêu nhỉ? Đi sang nhà tao đi. Làm gì? Đi nhanh nhanh. Nhưng mà sang làm gì? Đi. Chú Tú. Đây rồi, à thế sang ăn cơm à? Úi giời ơi, thơm ngon quá, ăn thôi nhanh lên không là nó nguội mất đấy anh Tượng ạ. À. Tưởng đi đâu sang nhà ăn cơm. Anh ơi, sới nhanh lên không là nó nguội à, đây mất. À, đây à? Vâng. Này, đũa của chú này. Đồ ngon này. Đấy, đã mời chú tôi em mời anh Tượng một cơm. Rồi, cố cứ nhắm. Ăn đi, ăn đi. Rồi. Trời ơi, ngon quá. Trời, tràn tí nước này. Cho miếng thịt đi bạn này. Quý hóa lắm đấy nha. Trời ơi, quá tuyệt vời. Ngon quá. Có cái. Ngon nhỉ? Này, công nhận là thịt lợn này ngon. Nước dừa còn ngọt nữa. Này, nay mày nấu đồng nát được đâu mà xịn đấy.
thịt nhà thằng Lương chẳng ngon. Thế này. Hả? Sao lại thịt của nhà thằng Lương? Này. Mày lại bày trò gì đúng không? Thế chưa trả chú đấy, nói làm gì? Không việc cái gì đâu bạn, tại thằng Lương nó tự nguyện nó đổi mà, có phải không? Nó đổi cái mớ bát đây. Việc cái gì mà việc, nói bao lần rồi. Thôi rồi ăn đi, lát nữa để lại một phần để tôi mang sang cho nó. Này, mày mà làm sao mà thế nữa thì nghiện ăn cơm nhá. Ăn đi, không việc gì hết. Bạn đấy đấy. Không sao, không sao. Rồi, vẫn ăn đi. Bình thường. Ăn đi, ăn đi. Này, xin nhá. Ủa ớt cành nha. Ngon chú. Ăn nhiều lên nhanh lên. Mày ăn nhiều lên cho nhanh lớn. Thịt ăn lương ngon nhờ. Mới đủ ăn miễn phí cho Nguyễn. Ăn đi. Chú thông minh á. Cái món thịt cua tàu này ngon nhất ngay luôn. Hôm nay tôi ăn hết một cơm này bạn ơi. Được. Tôi ăn nốt hôm nay thôi nha. Nốt hôm nay với vài hôm nữa. Đi. Tôi ăn khôn nhé. Đi mời khôn. Bây giờ sang sau giờ sang rồi ăn cơm nha. Được luôn. Nhà tao chỉ cá khô và nước mắm thôi, cho trên bát nữa bạn ơi. Được nha. Tới đầy đầy vô nha. Lương ơi. Lương. Nhà ông đây. Có. Làm gì mà gọi mãi không nghe đây. À bạn. Tôi biết ngay mà. Bạn này là cái con Minh nó trở mặt với tôi đúng không? Này nhá, đổi trả rồi không có đổi hoàn lại đâu nhá. Đổi gì mà đổi? Tôi ra đây là để mang thịt con tàu cho bạn ăn cơ mà. Bạn mang cho tôi á? Này, cái gì bạn? Nghĩa này có vấn đề gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nó thế? À không, tôi đính chính lại với bạn là tôi đang chơi đồ cổ. Nhà bạn có cái bát đĩa nào thừa á, bạn cứ vứt hết rồi để tôi soi với đồ cổ thật đấy. Mấy cái đồ của Bi nó mang sang cho bạn đấy, mà toàn cái đồ của tôi vứt đi đấy. Cổ gì mà cổ? Sao lại vứt đi? Đồ cổ mà lại vứt đi. Các bạn vẫn tin là cái lễ là đồ cổ à? Chính bạn tôi soi thế mà đây này. Ví dụ luôn này, đây này. Cái ấm này cổ chằm chằm luôn. Cái ấm này là cái ấm nước pha chảo là thôi chứ cổ gì mà cổ. Ủa bạn này, thế hóa ra nó lừa tôi thật à? Chứ còn gì nữa? Thế thì á, tôi với Ma thì có tàu sang đây để đền bù cho bạn thế này. Con này láo thật, đây tôi cho tôi thử miếng nào. Đói run hết cả người. À, tôi nói thật với bạn như bởi người ta nói cũng đúng thôi. Giàu cũng không đến lượt mình. Thật đó. Ngon luôn. Trời ơi. Tôi nói thật nhá, tôi chỉ sống được ở với bạn thôi chứ xa bạn cái là tôi chết đuối luôn. Ăn hết bát đây đi nhá. Rồi.